Đến thời điểm hiện tại, 14 trên 14 xã thị trấn của huyện Đông Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thịnh được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn huyện. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đông Sơn diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình kế hoạch đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Các đại hội đã hiệp thương cử 462 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa mới, đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu và tiêu chuẩn theo quy định. Hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2024.